Hello, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay tôi xin trình bày về cái ba cái vấn đề. Thì hôm nay tôi xin trình bày về cái vấn đề là xoay quanh về cái hemoglobin MCV, MCH và MCHC. Đầu tiên, chúng ta định nghĩa hemoglobin là gì? Thì cái hemoglobin còn gọi là huyết sắc tố, hay còn gọi là HB hay là HRB. Nó là một protein máu gồm hai thành phần là nhân hem và globin. Hem là một sắc tố đỏ, mỗi hem gồm một vòng rhodopsin và một ion Fe2 cộng nằm ở chính giữa, chiếm 5% trọng lượng của phân tử hemoglobin. Globin là một protein gồm 4 chuỗi polypeptide giống nhau từng đôi một. Rồi, tiếp theo tôi xin trình bày về cái MCV, MCH và MCHC là gì nhé. Mình cùng nhau đi làm rõ ha. Hemoglobin bình thường ở là của người lớn đối với nam là từ 130 đến 180 gram trên lít, đối ở nữ là 120 đến 165 gram trên lít. Thì hemoglobin nó tăng trong các trường hợp như là cô đặc máu nè, thiếu oxy mãn tính nè, thì nó giảm trong các trường hợp như là thiếu máu, mất máu, máu bị hòa loãng, suy tủy. Thì khi mà huyết sắc tố nó nhỏ hơn 80 gram trên lít thì sao ta sẽ cân nhắc có nên truyền máu hay không. Khi mà huyết sắc tố nhỏ hơn 70 gram trên lít thì cần truyền máu, và khi mà huyết sắc tố nó nhỏ hơn 60 gram trên lít thì cần truyền máu cấp cứu hả các bạn. Rồi, tiếp theo tôi xin định nghĩa MCV là gì hả các bạn. Thì MCV nó là thể tích trung bình của mỗi hồng cầu. Thì MCV nó sẽ bằng tỷ lệ của vi dung tích chia cho RBC. Thì giá trị bình thường của MCV là từ 85 đến 95 F lít. MCV nó sẽ tăng trong các trường hợp như là thiếu vitamin B12, thiếu axit folic, bệnh gan, nghiện rượu, tăng sản hồng cầu, suy tuyến giáp, bất sản tủy, tan máu cấp. Và nó sẽ giảm trong các trường hợp như là thiếu sắt, thalassemia, thiếu máu trong các bệnh mạn tính, suy thận mạn và nhiễm độc chì. Tiếp theo, tôi xin trình bày về MCH là gì. Thì MCH nó là lượng huyết sắc tố có trong mỗi hồng cầu. MCH thì nó sẽ bằng tỷ lệ giữa HB trên RBC. Giá trị bình thường của MCH đó là từ 28 đến 32 BG. Thì giá trị MCH này nó tăng trong các trường hợp thiếu máu u sắc hồng cầu bình thường, bệnh hồng cầu, hình cầu, di truyền. Thì nó sẽ giảm trong các trường hợp là thiếu máu, thiếu sắt, thiếu máu đang tái tạo. Tiếp theo tôi xin trình bày về cái MCHC. Thì MCHC là gì? MCHC nó là nồng độ có trong một thể tích khối hồng cầu. Thì MCHC nó bằng tỷ lệ giữa HB trên HCT. Giá trị bình thường của MCHC là 320 đến 360 gram trên lít. Thì nó sẽ tăng trong các trường hợp mất nước u trương, thiếu máu u sắc hồng cầu bình thường. Nó giảm trong các trường hợp thiếu máu đang hồi phục, thiếu máu do folate hoặc là vitamin B12, xơ gan, nghiện rượu. Chúng ta lưu ý là đối với MCV mà nó giảm á, thì thường là thiếu máu hồng cầu nhỏ. MCHC mà nó giảm thì là thiếu máu nhược sắc các bạn. Thôi, tôi xin kết thúc clip tại đây. Chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.